Rồi coi điểm danh nhé. Minh Hằng, Có. Minh Trí, Có. Ngọc Diệp, Có. Khánh Chi. Khánh Chi vào Có. chưa? À, Thùy Anh, Có. Tiến Đạt. Tiến Đạt vào chưa? Có. À, Phương Linh vào trễ. Quỳnh Anh, Có. Anh Tùng, Anh Tùng chưa vào. Phúc Sang, Có. Huyền My. Rồi, cái con nhắn vào trong hộp chat cho cô nhé, nhắn riêng gửi riêng cho cô là điểm tiếng Anh học kỳ 2 năm ngoái con được bao nhiêu chấm, con nhắn riêng cho cô nè. Điểm tiếng Anh không cô? Điểm tiếng Anh học kỳ Qua 2 lớp con nữa 6 chứ không nhớ thì sao cô? mình cũng phải nhớ sắp sắp xỉ chứ, sao mà không nhớ, là không chính xác thì nó cũng phải gần gần Con chẳng đó. nhớ gì con đấy cô. Không Đấy. nhớ gì luôn à? Không có cảm giác gì luôn à? Sắp tới tuần sau mình sẽ kiểm tra và cô sẽ cho đề khó một chút nha. Cô cho đề khó một chút để xem lớp mình có qua cái phần đó hay không. Nếu mà con qua thì tất nhiên là cái điểm của con nó sẽ càng ngày càng cao hơn rồi. À, tại vì lớp mình học khá là tốt luôn, mà cho đề dễ quá thì bạn nào cũng 10 điểm thì cũng không được, cho nên cô sẽ cho khó hơn một chút. Rồi. Tuần sau là mình sẽ làm bài kiểm tra. 12. Tuần sau cái buổi học thứ 5 á, thứ 5 tuần sau mình sẽ làm bài kiểm tra đánh giá năng lực của bài 1, 2, 3. Con về cô ôn bài, cô ôn hết trong sách nha. Kiến thức đều liên quan trong sách hết, cô ôn thì chắc chắn con sẽ làm được bài ha. Ủa, cái bạn điểm cao vậy hả? Rồi bây giờ lần này là nhắn cho cô cái điểm đầu vào của con bên thầy Lợi test nè. Con nhắn cho cô cái lúc con làm test á, con được bao nhiêu điểm nhắn cho cô nè. Điểm lớp mình cũng khá đấy ha. Cô không nhớ luôn. Rồi, tuần sau kiểm tra cô sẽ cho đề khó một chút. Lý do là con làm đề khó thì con lên trường con sẽ thấy nó rất là dễ, được chưa? Còn nếu cô cho con đề dễ là lên trường con lại thấy khó, cho nên mình sẽ làm đề khó hơn năng lực của mình một chút. Mà mình qua thì mình lên trường điểm của mình nó vẫn sẽ cao. Rồi. Hình như con chưa test. Là hình như thôi à. Rồi cô thấy điểm rồi. Huyền My mới vào. Huyền My trễ 3 phút. Anh Tùng trễ 1 phút. Rồi cái con lọt sách chuyên sâu qua mình sửa bài nhé. Exercise 3, bài số 3 nè.
Quỳnh Anh à? Con hợp cô là câu số 3 số 3 câu 1 con liền là con chọn phút ạ. Food. Food là danh từ ha. Còn những từ kia sẽ là động từ. Câu số 2, Minh Hằng. Con cho con số 2 con chọn xin ạ. Clean đúng không? Clean. Phúc Sang. Con cho cô số 3 chọn B ạ. B. Educate. Khánh Chi. Khánh Chi nè. Con chọn đây ạ. D. Tiền nó money là tiền đúng không? Nó là danh từ. Blood, máu, danh từ. Donate, quyên góp, động từ. Waste, waste là danh từ, nó là chất thải, cho nên mình sẽ chọn câu C nhé, chọn câu C. Ngọc Diệp. Con thưa cô là con chọn Example. Disabled, homeless. Homeless là vô gia cư, là tính từ. Tính từ. Disabled là khuyết tật, tính từ luôn. Poor, tính từ. People, danh từ. Mình sẽ chọn câu C. Minh Chí. Con có câu 6, con chọn volunteer. Volunteer, tình nguyện viên. Còn những cái kia sẽ là đồ Dành. vật. Đúng rồi, danh từ là đồ vật. Tiến Đạt. Tiến Đạt nói em đi chỗ khác chơi nha Đạt nha. Cô 7 là school ạ. School. Câu số 8, anh Tùng. Con chọn D. Their service, danh từ, những cái kia là tính từ. Phúc Sang. Nếu cô chỉ chọn blood Blood. Blood, máu, không gọi student tutors. Bởi vì sao nhỉ? ạ. Nếu cô là mấy cái kia liên quan đến trường học ạ. Đúng rồi. Câu số 10, Minh Hằng. Con cho con câu số 10, con chọn là khi C, nursing home là nơi chốn, còn ba kia là chị người. Rồi. Bài số 4 ha. Exercise 4. Mình sẽ có cái luật chơi như sau ha. Khi cô đọc câu hỏi, sau đó cô sẽ cho mình chuẩn bị. Sau đó cô bấm 1, 2, 3, go. Thì mình sẽ bắt đầu gửi đáp án. Hiểu không nào? Con có 15 giây suy nghĩ và sau 15 giây thì con mới được. Khi mà cô nói là go thì con mới bắt đầu gửi đáp án. Bạn nào gửi đầu tiên thì sẽ được nhân đôi. Cứ một câu là mình được 2 điểm. Bạn nào gửi đầu tiên thì sẽ được nhân đôi. Bạn nào gửi cuối cùng thì được 1 điểm thôi. Hiểu không gửi nào? riêng hay là gửi cho cô hay là gửi chung? Gửi trong hộp chat. Nhưng mà ví dụ cô nói là 1, 2, 3, go. Khi cô nói chữ go thì con mới bắt đầu được gửi. Còn nếu như con gửi trước khi cô nói thì đáp án của con không tính số vô hiệu hóa. Ai là người gửi cuối cùng thì sẽ ăn 1 điểm thôi. Chưa nào? Rồi 15 giây, câu số 1 bắt đầu. Cô chưa có nói gửi mà. Cô cho mình 15 giây suy nghĩ, mình chuẩn bị thao tác chưa? Đấy. Xong rồi khi con nói cái con phải có một cái tờ giấy bên cạnh ha, một tờ giấy bên cạnh để ghi điểm của mình nhá. Lát nữa mà kéo vô hình ảnh học trước là xỉu luôn á. Được chưa? Có một cái tờ giấy bên cạnh ghi số điểm của mình.
Rồi hết 15 giây là cô đếm giờ nhá. Chưa. Thôi thôi. Thôi đếm. Khi nào cô nói là three thì con mới gửi chứ. Cho công bằng chứ nè. One, two, three. Vậy đáp án trong vòng 10 giây cho cô nhé. Tức là mình có 15 giây để suy nghĩ và 10 giây để gửi bài. Anh kia kìa. 5 giây. 5 giây cuối cùng nào. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Lần đầu tiên mà tôi làm công việc tình nguyện ha. Volunteer. Lần đầu tiên tôi làm công việc tình nguyện. Rồi. Thùy Anh. 4. Tín Đạt gõ bị dư chữ L, không có điểm. Khánh Chi, Quỳnh Anh, Minh Hằng, Minh Chí, Phúc Sang, Ngọc Diệp, Huyền My, Anh Tùng. Ngọc Diệp sẽ gửi hai lần nha. Ngọc Diệp gửi trên là bạn tính rồi nhé. Vậy thì Ngọc Diệp nè, Huyền My nè, thì được hai. Anh Tùng gửi cuối cùng được một điểm. Chưa nào? Rồi, câu tiếp theo 15 giây chuẩn bị nào. Five, four, three, two, one, go. Time's up. The answer, chúng tôi đã đi tới ngôi làng đó để làm việc tình nguyện nhiều lần. The answer is gone. Tín Đạt 4 points. Minh Hằng, Minh Trí, Phúc Sang, Quỳnh Anh. Bạn tiến đàn mà cô. Bên bên của cô nhận là vậy là con gửi cho ai rồi cô không thấy? Quỳnh Anh ở dưới à. Nguyễn Thị Thu Thủy mà Rồi, cô. con gửi lúc 7:41. Còn Tín Đạt gửi ngay dưới cô nè. Cô chụp Tiến nè. đàn. Đâu? Tại vì máy chủ nhá, cô sẽ nhận về cái khúc máy chủ nhá. Đây, cô sẽ tính theo máy của cô nhá. Được chưa nào? Rồi. Đây là một tắt hết. Cô nên vào rồi hả? Cô lên chuẩn bị vũ khí mau lên. Tiến Đạt for Minh Hằng, Minh Trí, Phúc Sang, Quỳnh Anh, Huyền My, Ngọc Diệp, Anh Tùng, Thùy Anh, Khánh Chi. Khánh Chi cuối cùng, Khánh Chi một điểm, cái bàn kia hai điểm. Trên đường về nhà thì rồi Linh vào chưa? 15 Rồi giây chuẩn bị, 15 giây chuẩn bị. cùng ra được rồi đây. Five, four, three, 2, 1. Nhanh quá chóng mặt luôn. Ủa đang làm gì vậy cô? Chơi game. Ủa Chơi em đó. sốc quá cô ạ, mới vào chơi thì cô đã 3, 2, 1 rồi. Lên lên lật sách ra bài số 4 lên. Bài em học giỏi cô. Không, chuyên sâu quá, lớp này học trễ một buổi nha. Lớp này học Ok ạ. sau lớp kia một buổi. Bài là về chuyên sâu trang 51 á. Trên đường về nhà thì tôi sao học và nhớ nè, phải thêm ID nha, mình phải viết lại y chang cái từ đó, mình viết sai là không tính điểm ha. Có người mất điểm rồi nè. Phúc Sang 4 points. Rồi cô quy định là lần sau phụ gửi cho cô, bạn nào mà gửi to everyone thì đáp án nó sẽ không hợp lệ nha, nhớ là phải gửi cho cô nha. Qua lần này thôi, lần sau là sẽ tính không hợp lệ. Minh Trí, Tiến Đạt, Minh Hằng, Quỳnh Anh Tùng viết sai chính tả rồi, không có điểm nha Tùng nhé. Ngọc Diệp, Huyền My, Thùy Anh được hai điểm. Khánh Chi sai 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 chính tả rồi. Wrong spelling. 15 giây chuẩn bị câu tiếp theo nè.
Chúng tôi cung cấp thức ăn cho ai ở bệnh viện? Five, four, three, two, one. Okay. Nghe chăm sóc. Còn 5 giây là gửi xong rồi đáp án được đúng không? À, chúng tôi cung cấp thức ăn cho đâu rồi, đâu rồi, công chủ đâu rồi? À, bệnh nhân, patients, bệnh nhân ở bệnh viện. Người đầu tiên là Quỳnh Anh, 4 points. Tiến Đạt, Minh Hằng, Huyền My, Khánh Chi, Ngọc Diệp, Phương Linh, Minh Trí, Anh Tùng, Thùy Anh, Phúc Sang. Vì vậy là các bạn kia được 2 điểm. Sang là người cuối cùng, Sang được 1 điểm nhé. Được chưa? Cái danh sách Sang đứng cuối. Rồi, the next one. Tới tận bây giờ thì lớp của tôi đã sưu tầm hàng trăm quyển sách cũ và quần áo cũ cho trẻ em ở chuẩn bị nào cho trẻ em ở nào five four three two one go. Trẻ em ở vùng là vùng núi mountainous, vùng núi. Tiến Đạt 4 points. Quỳnh Anh, Thùy Anh, Minh Trí, Minh Hằng, Phúc Sang, Đức Anh Tùng, Huyền My. Huyền My sai chính tả rồi Huyền My ơi, Huyền My không có điểm nha. Ngọc Diệp, Phương Linh, 2 điểm. Khánh Chi sai đáp án ha. Trẻ em ở vùng miền núi. Câu số 6 nè. 15 giây. Bạn của tôi mở cái gì cho trẻ em nghèo đây? Mở cái gì buổi tối cho trẻ em nghèo đây? Chưa đếm mà, cô chưa đếm mà Minh Hằng. À, đáp án này chưa tính nha. Rồi. 5 4 3 2 1 go. Ok, mở lớp tiếng Anh buổi tối ha. English classes. Thùy Anh, 4 points. Minh Trí, Quỳnh Anh, Anh Tùng. Bạn nào gọi chính tả đúng mới có điểm nha. Phúc Sang, Tiến Đạt, Khánh Chi, chỗ còn cho hình trái tim nữa. Huyền My, Ngọc Diệp, Minh Hằng, 2 điểm. Phương Linh cuối cùng, 1 điểm. The next one. Ok. 15 giây chuẩn bị nè. Tình nguyện viên thường xuyên làm gì con đường nè? Làm gì con đường đây? Làm gì con đường ha? 5 4 Đây đây đây, ai gửi à? Chưa tính nha. 5 4 3 2 1 Lộ hết đáp án rồi. Không, cái bạn gõ trước mà chứ. Các bạn gõ trước rồi mới đợi cô enter đi. Rồi ai gửi everyone thì không tính à. Ủa? Cô bấm cái gì vậy? Ok. Đây là cô bị gì nè. Đợi đây chút nha.
nghĩa là câu sau khi cô sẽ nói sau á. Thùy Anh for, không phải Thùy Anh. Thùy Anh lúc nãy rồi. Minh Hằng for, Quỳnh Anh, Chí Tiến Đạt, Phúc Sang, Anh Tùng, Khánh Chi, Huyền My, Phương Linh, à, 2 điểm, Ngọc Diệp 1 điểm. À, bởi vì nãy cô bấm lỡ đáp án rồi, cho nên là bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của con là dịch câu đó cho cô. Dịch câu số 8 trong vòng 30 giây bắt đầu. Viết vào phần chat hả cô? Đúng rồi. Cô chỉ cần dịch có ý đúng là được ha. Không nhất thiết phải chính xác luôn. 30 giây bắt đầu. Cô chỉ cần dịch có ý đúng là cô đã 8 điểm cho con rồi nha. Năm giây cuối nào. 5, 4, 3, 2, 1. Thời gian. Cô không kịp đánh cô. Con chưa kịp ăn. Rồi, 30 giây đã, 30 giây đã. Rồi, dịch tiếp cho cô. Em không hiểu. Dịch câu đó cho cô. Dịch xong rồi là, dịch xong là mình gửi luôn hay là dịch xong rồi đúng đợi rồi. Khi nào cô một. Không, cái câu này dài mà dịch xong là gửi liền ấy. Ồ, thì ra là vậy. Ơi, chăm sóc rồi. Chăm sóc nha. À, chúng tôi hiến máu lần đầu tiên cách đây 1 năm ha. Đây, Ngọc Diệp. Ôi cô, lần sau cô cho thời gian dài tí đi cô. Rồi, à, câu sau cô sẽ cho 2 phút nha. Phương Linh, Minh Chí, Phúc Sang, Tiến Đạt. Rồi, à, Ngọc Diệp 4 điểm. Phương Linh, Chiêu, Minh Chí, Chiêu, Phúc Sang, Chiêu, Tiến Đạt, Chiêu. À, bởi vì có rất là nhiều người chưa gửi cho nên người lúc này không phải là người cuối ha. Rồi câu số 9, 2 phút dịch cho cô nào, bắt đầu. Con chỉ cần dịch có ý đúng là cô đã cho điểm rồi nha, chứ không phải là con dịch đúng 100%. 30 à, 1 phút 30 giây nữa rồi. Lần này là cứ đánh xong là gửi hay là đúng rồi đó, đúng rồi, đúng rồi. Tại vì câu dịch nó dài ấy, con gửi. Bạn nào gửi riêng cho cô nha, bạn nào gửi to everyone là sẽ không tính điểm cô đó. Một phút cuối cùng nè. Ủa Đạt, câu chính mà. À, dịch câu nào vậy Đạt? Dịch câu số 9 mà Đạt. Đạt con nhầm mình câu số 10 rồi. Chết rồi, nhanh lên, còn 30 giây cuối cùng. Nhanh lên, kịp không? Lẹ 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 lẹ. 30 giây cuối nè. Ten. Năm giây cuối cùng. 5, 4, 3. Ai gõ tới đâu là gửi đáp án luôn nè. 2, 1, time's up. Rồi, time's up. Sấm sét đã kinh khủng. Rồi, cơn bão kinh khủng, nhiều ngôi nhà bị tàn phá và nhiều người trở nên vô gia cư. À, chỉ cần có ý đúng là được nhé. Rồi, Ngọc Diệp 4 points, Quỳnh Anh 2, Phương Linh 2, Anh Tùng 2, Tiến Đạt lộn tao rồi, Huyền My 2,
Thùy Anh, two. Minh Hằng, two. Phúc Sang, two. Minh Trí, two. Dịch câu cuối cho cô nè. 2 phút bắt đầu. Ba mươi giây cuối cùng. Còn 4 bạn ha, 5 bạn chưa gửi à. Mười giây cuối cùng nào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Time's up. Rồi. Hiến máu. Hiến máu là một việc tốt bởi vì chúng ta có thể cứu sống con người, cứu sống, cứu mạng sống của người con người ha. Rồi. Let me check. Quỳnh Anh, 4. Phương Linh, 2. Tiến Đạt, 2. Anh Tùng, 2. Ngọc Diệp, 2. Huyền My, 2. Khánh Chi, 2. Minh Hằng, 2. Thùy Anh, 2. Minh Chí, 2. Phúc Sang, 2. Rồi, qua bài tiếp theo nhé. The next exercise. Sorry cả lớp. Trước khi qua bài mới thì viết cho cô mấy từ nhé. Bởi vì sắp tới làm kiểm tra có thể sẽ xuất hiện từ này. Rồi các con lấy vở ra viết từ cho cô nhé. Youth. Terrible. Destroying. Life. Là danh từ số ít, danh từ số nhiều sẽ là lives. Đang nói về danh từ ha. Regularly. Tên này học rồi. Youth. Sang nè. What does it mean, Sang?
Use là con cô con không biết. Không biết à? À, ở youth là người trẻ tuổi ha. Youth. Hoặc là thanh thiếu niên. Ừ. Là thanh thiếu niên. Terrible. Đạt nào. À, terrible là kinh khủng ạ. À, kinh khủng, khủng khiếp. Destroy, anh Tông nè. Ngôi nhà bị gì á anh Tông? Bị phá hoại. À, bị phá hoại. À, bị phá hủy, bị tàn phá, bị phá hoại. Rồi, life and lives. À, mạng sống ha. Cuộc sống hoặc là mạng sống. Trong bài này mình dịch là mạng sống. Regularly, thường xuyên. Cô cho 2 phút nữa nhé. Tông finish. Tên ngọc gì finish. Còn anh finish. Là finish. Thùy anh Phương Hàm Huyền My Tiến Đạt Minh Trí. Linh đang ngoài đường hả Linh? Ôi em đang trên xe cô ạ. À. Em thì em biết vào giấy thì nó em biết về gửi cô nhé cô. Biết ok. Em biết về vợ nhé cô. Yes. Nhưng mà hôm nay em có sách rồi nhá cô nhá. Rồi. Okay. À xong rồi ha. The next exercise. Bài tiếp theo nè. Rồi em xong. Em yes. Xong. Ok. À, sang đi sang. The next one. Làm cho câu bài số 5 nè. Huyền My câu số 5, câu số 1 nè. Evening class. À, cung cấp gì đó? Cung cấp. Evening classes là gì? Chúng tôi cung cấp lớp học cho trẻ em nghèo ha. Thùy Anh nào? Thùy Anh, câu số 2 nào? Nó coi là con chọn street children. À, street children, dịch nghĩa cho con nào? À, Linda thường dành thời gian rảnh của cô ấy để giúp đỡ em bị ốm ở trong bệnh viện. À, sick children. Minh Trí, chúng tôi cung cấp nhà ở và các dịch vụ cho ai đây? Minh Trí. Và lương cô là cho người vô gia cư. Cho người vô gia cư, homeless people. À, homeless people. Street Children Works to help mẹ Tùng nào. À, tổ chức Street Trial giúp đỡ ai trên đường phố đây? Street Children. À, Street Children. Khánh Chi. À, blood, máu. À, làm gì với máu đây? Khánh Chi nè. Khánh Chi nghe cô gọi không? Con có. À. Cái người mà hiến máu á, thì gọi là tên gì nhỉ? Blood. À, blood donor. Blood donor, người hiến máu. Phúc Sang nè.
Con nước cô 7 đang chọn là elderly people. À, elderly people hả? Cô 6 mà. Sao lại không tập trung mà? Cô 6 là volunteer. À, volunteers. Quỳnh Anh à? Con nước cô là câu số 7 con liền là elderly people ạ. À, elderly people. Câu số 8. Câu số 8 dịch nghĩa cho cô câu 8, 1 2 phút bắt đầu. Dịch nghĩa rồi gõ liền đáp án vào trong hộp chat cho cô nhé, 2 phút. Local authority built a new home for severely. Mình có từ cuối cùng rồi ha, severely disabled people. Còn 1 phút 30 giây nè. À, cô cho con hai từ nhé. Cô cho con hai từ. À, chính quyền địa phương và nghiêm trọng. Rồi, cô cho hai từ đó. Dịch cho cô. Ờ, dịch, các bạn dịch con xong rồi. Giờ này đảm mà hỏi dịch hả cô? Còn một phút nữa. Thấy chưa? Không tập trung. Minh Hằng có đáp án rồi. Anh Tùng, Quỳnh Anh, ba người có đáp án rồi. Minh Trí, Phúc Sang, Ngọc Diệp, Phương Linh, Huyền My. Ba mươi giây cuối nè. Five, four, three, two, one. Xem xét. À, chính quyền địa phương xây nhà mới cho người khuyết tật, người khuyết tật nặng, nghiêm trọng, ha, nặng hoặc là nghiêm trọng. Let me see. À, Minh Hằng 4 points, Anh Tùng 2. Quỳnh Anh 2, Minh Trí 2, Phúc Sang 2, Ngọc Diệp 2, Phương Linh 2, Huyền My 2, Thùy Anh 2, Tiến Đạt. Người tàn khốc là người gì đi? Đạt. Người khuyết tật à? Người khuyết tật đâu, không phải người tàn khốc đâu. Câu này không đúng nha, không dịch không đúng. Đạt không có điểm. Người khuyết tật thì được, chứ sao người tàn khốc? Người tàn khốc là sao? Cuộc chiến tranh tàn khốc thì được á. Sự tàn khốc không dành cho người tàn khốc nha, đã nhá. Người khuyết tật, được chưa? Rồi, viết từ vựng ra cho cô nào. Lần đầu tiên cô nghe từ người tàn khốc á. Next one. Paid, unpaid, supply, local authority, severe. Severely.
Rồi, page, what does it mean? Page là gì? Trả tiền. Trả tiền, đúng rồi. Công việc mà được paid là có nghĩa là được trả tiền. Còn unpaid là gì? Unpaid là? Không được trả tiền. À, không được trả tiền. Supply. Supply là cung cấp ha. Cung cấp, community supply là hiến máu cho cái nguồn cung của cộng đồng, local, địa phương. Authority, chính quyền. Severely, nặng nề. Hoặc là nghiêm trọng. Nặng nề hoặc là nghiêm trọng. Hai phút nữa nha. The next one. Bài số 6. Rồi, number 1 nè. Rồi, cái con gõ đáp án vào trong hộp chat cho cô nè. 30 giây, bắt đầu. Không đợi cô đếm. 30 giây bắt đầu là con đếm luôn, con gửi luôn á. Gõ hay là gõ một? Con gõ đáp án vô luôn con, gõ từ vựng á. Nhưng mà gõ hết đáp án từ 1 đến 16. Một câu, câu 1. Câu 1 nhé. Rồi, giải thích cho cô là tại sao câu này mình dùng collected. Phúc Sang nào. Thưa cô à, động từ người ta cho là collect mà câu 1 thì nó là quá khứ đơn. Ừ, yesterday là quá khứ đơn cho nên mình sẽ dùng collected. Ai. Phúc Sang, Phong Hoài, Xuân Linh, Thùy Anh, Minh Trí, Anh Tùng. À. Quỳnh Anh, Ngọc Diệp, Two Points. Đạt cửa sau rồi ha Đạt ha. Rồi, number 2.
10 giây cuối nào. Five, four, three, two, one. Time's up. Community ha. À, cộng đồng, địa phương. Community. Number three. Richard là danh từ. And sẽ nói danh từ. Tìm cho cô danh từ của từ develop. Là... À, sorry, cô quên. Minh Trí for Minh Hàn. Two, sang sai rồi nhé. Quỳnh Anh two, Huyền My two, Anh Tùng two, Thùy Anh two, Phương Linh two, Ngọc Diệp two. Ngọc Diệp two. Khánh Chi gửi sao cô rồi? Richard là danh từ. Danh từ thì mình sẽ nối với danh từ. Hả? Danh từ thì sẽ đi với danh từ. Mười giây cuối nào. Hey, time up. 5, 4, 3, 2, 1. Developed là danh từ ha. Vì thế, developed là động từ, danh từ của nó sẽ là development. Development. Đạt hay gửi chậm vậy Đạt? Đạt gửi chậm vậy? Ai? Chắc cô mà. Phương Linh, 4 points. Minh Trí, Chiêu, Ngọc Diệp, Chiêu, Anh Tùng, Chiêu, Thùy Anh, Chiêu, Nguyễn Mê, Chiêu, Phúc Sang, Chiêu, Tiến Đạt, Chiêu. Rồi. The next one. Các bạn gửi đây nghe câu hỏi của cô nè, nghe câu hỏi của cô nha. Nghe kỹ câu hỏi của cô nha. Rồi. Ở đây là can là một động từ. Vậy thì trước động từ sẽ là chủ ngữ, là danh mẫu từ đi với một tính từ thì chỗ này sẽ đi với cái gì đây? Đi với gì? Đúng rồi, đi với danh từ rồi. Viết cho cô danh từ nào. Right. 5, 4, 3, 2, 1. Thumbs up. Danh từ sẽ là donation. Donation. Phúc Sang 4. Thùy Anh, Phương Linh, Huyền My, Quỳnh Anh, Anh Tùng, Ngọc Diệp, Tiến Đạt, Minh Hàn, Minh Trí. 2. Qua phần này cô sẽ đổi luật cho nhé. Tức là cô chỉ nhận đáp án của ba bạn đầu tiên thôi. Được chưa nào? Cô chỉ nhận đáp án của ba người đứng đầu thôi và người thứ tư sẽ không có điểm. Có 6 bạn, cô lớp có 13 bạn, cô lấy mỗi 3 bạn thì 10 bạn kia thiệt thòi quá cô ạ. Không phải là thiệt thòi, thế ai gửi nhanh hơn thì người có điểm thôi. Đúng không? Ai gửi nhanh thì người đó có điểm. 6 bạn đi cô, hóa 5 bạn cũng được cô ạ, chứ cô làm thế thiệt thòi quá. Rồi lấy 5 bạn nhá. Đây. Câu hỏi của cô không phải là đáp án này nhé. Câu hỏi của cô nè. Sao giới từ... Chưa, cô chưa hỏi mà ai gửi đáp án vậy? Chưa mà. Thu lại. Sao giới từ thì mình sẽ dùng cái gì ở đây đây? Viết cho cô từ loại chỗ này nè. Không có dùng đáp án nha. Cô đang hỏi là dùng từ loại nào? Danh từ, động từ hay tính từ? Cô lấy 5 bạn đầu tiên nhé. Ok, chấm dứt. Sau giới từ mình sẽ dùng danh từ.
dùng danh từ nha. Sau giới từ dùng danh từ. À, lấy năm bạn đầu tiên nhé. À, ai là người có đáp án là danh từ thì có điểm ha. Ngọc Diệp, For, Thùy Anh, Two. Ấy, sao chưa có ai vậy? Có hai bạn có điểm thôi. Cô đâu có hỏi từ đáp án đâu. Cô đang hỏi về gì? Cô đang hỏi về từ loại của nó. Em đang viết tắt từ giờ tờ. Thôi em xóa giờ tờ đi. Em vừa viết thực chữ danh thì cô bảo tham gia. Rồi ok, hên quá. Em không có điểm. Ok. Rồi, sau giới từ thì mình sẽ đi với danh từ. Cho nên câu này sẽ là exchange. Exchange vừa là động từ vừa là danh từ nhé. À, tiếp câu số 6 cho cô nè. Cô không có hỏi từ đó nữa nha. Cô không có hỏi từ đó nữa. Sao? Thế hai cái bạn vừa rồi bao nhiêu điểm cô? Bạn nào? Bạn vừa mới gửi. Hai bạn vừa trả lời câu hỏi cô. Có, bạn gửi danh từ bạn có điểm mà. Ngọc Diệp 4 điểm. Thùy Anh 2 điểm. Thùy Anh 2 điểm, Ngọc Diệp 4 điểm. Dạ. Yeah. Chưa, cô không có hỏi cái từ đó. Sang ơi, cô không hỏi từ đó, cô hỏi từ khác. Cô hỏi nè, cô hỏi nha. Ở đây mình có area là danh từ. Vậy thì trước danh từ mình sẽ dùng cái gì? Bắt đầu. Trước danh từ thì mình dùng gì? Đấy. Nghe kỹ câu hỏi nha. Các bạn không biết thì cũng phải đoán nha. Cô cũng phải gửi đáp án là cô đoán xem lỡ nó có trúng hay không sao. Được chưa nào? Rồi, xem sao. Trước danh từ thì mình sẽ dùng một tính từ. À, tính từ nó đứng trước danh từ, bộ nghĩa cho danh từ. Cho nên câu này đáp án sẽ là mountainous. Ha, mountainous. Rồi đáp án nè. Không, cô không có hỏi từ mountainous, cô chỉ hỏi loại từ thôi. Được chưa nào? Đáp án sẽ là tính từ. Đâu rồi? Đứng từ đâu đây? Ngọc Diệp đúng không hay là Phúc Sang nha? Phúc Sang lúc nãy rồi đúng không? Vâng, sẽ gửi lúc nãy rồi. Vậy phần sau sẽ là Ngọc Diệp ha. Ngọc Diệp 4 points. Phương Linh, Anh Tùng, Tiến Đạt, Quỳnh Anh. Đủ 5 người chưa? Ngọc Diệp, Phương Linh, Anh Tùng, Tuấn Đạt, Quỳnh Anh. Rồi, những bạn đó có 2 điểm. Bạn đầu tiên thì 4 điểm nhé. Rồi, các bạn kia đúng nhưng mà sao rồi không tính. Câu số 7 nè. Sau chu mình sẽ đi với cái gì đây? Bắt đầu. Cô nói gì vậy cô? Sao to mình sẽ đi với từ loại nào? To à? À. Năm giây cuối cùng nè. Con cứ điền đi. Lỡ nó đúng rồi sao? Lỡ nó sai rồi sao? Rồi không nào? 5, 4, 3, 2, 1. Rồi. Trong câu này đáp án sẽ là to động từ giữ nguyên, bởi vì hôm trước cô có dạy nè, is mà đi với is, đi với tính từ to thì chỗ này sẽ là một động từ giữ nguyên, cho nên đáp án câu này sẽ là từ protect. Bạn nào ghi là verb giữ nguyên mới đúng nha. Con ghi là verb giữ nguyên thì câu này con mới có điểm. Con ghi chữ verb không là chưa tính, tại vì không biết verb con chi thế nào cả. Ơi con ghi động từ có được không? Không, con phải ghi verb không thì con mới biết. Tại con ghi động từ, cô không biết con chia động từ ở thì nào. Hiểu không nào? Con phải ghi cho cô là verb không luôn thì lúc đó mới tính là đúng. Ở trong này có một người thôi, Phương Linh nè. Rồi Phương Linh được 4 điểm. À, câu tiếp theo nè. Câu số 8. Sau are thì mình sẽ dùng từ loại nào? Bắt đầu.
Okay. Rồi, sau are thì mình sẽ dùng này cô có nói ở trên luôn. Để are là đọc từ to be. Sau to be thì mình sẽ dùng tính từ. Ha, to be sẽ đi với tính từ. Đáp án trong câu này sẽ là skillful. Skillful. Rồi bạn nào ghi tính từ mà phải đứng 5 người đầu tiên mới có điểm nhá. Thùy Anh, for. Quỳnh Anh, chiêu. Phúc Sang, chiêu. Phương Linh, chiêu. Tiến Đạt, chiêu. Minh Chí, chiêu. Các bạn khác đúng nhưng mà không có điểm nhá. Câu số 9. Câu số 9. Rồi. Tìm cho cô ở đây nè. Trước. Đây là động từ ha. Vậy thì vị trí này sẽ là chủ ngữ. Bên phải của nó mình sẽ dùng từ loại gì đây? Bắt đầu. Ok, chăm sóc. Rồi. Cái con để ý ha, mình có một cụm danh từ nó sẽ bao gồm tính từ đi với một danh từ. Thì lúc này người ta gọi nó là cụm danh từ. Tuy nhiên, nó có một cái loại cụm danh từ nữa là danh từ sẽ đi với một danh từ. Tức là phía bên phải mình sẽ dùng danh từ nhé. Phía bên phải mình sẽ dùng danh từ cho nên cái câu số 9 mình có đứng trước là danh từ. Thì đi sau cũng là danh từ luôn, tạo thành một cụm danh từ. Mình có từ service ha. Service. Rồi đáp án nè. Thùy Anh for, Phương Linh chill, Ngọc Diệp chill, Anh Tùng chill, Minh Hằng chill. Ủa Minh Hằng mới gửi hả? Mới gửi hay gửi sao nha? Rồi. Câu số 10. Câu số 10. People là danh từ. Trước danh từ thì mình dùng cái gì đây? Rồi. Trước danh từ thì mình sẽ dùng tính từ. Trước danh từ sẽ dùng tính từ. Mình có từ disabled. Rồi, có nhiều bạn có đáp án đúng đấy. Gửi từ trên xuống nha. Rồi. Quỳnh Anh, for, Phương Linh, chiêu, Thùy Anh, chiêu, Ngọc Diệp, chiêu, Minh Hằng, chiêu, Phúc Sang, chiêu. Các bạn khác sau rồi, chậm tay rồi. Câu số 11. Câu số 11 mình có từ là mạo từ. Sau đó đi với charity là danh từ. Danh từ thì sẽ đi với cái gì đây? Cả lớp bắt đầu. Rồi. Danh từ sẽ đi với danh từ ha. Danh từ sẽ đi với danh từ lúc nãy cô nói rồi. Đáp án ở này sẽ là organization. Organization. Câu số 11 ở chưa? Chấm điểm ha. Ở phút thứ bao nhiêu nha? Bắt đầu là phút thứ 30 đúng không? Thùy Anh nè. Thùy Anh for. Anh Tùng chiêu. Các bạn ở trên đâu? Cô không thấy nha. Phương Linh hả? Cô nhìn nhầm rồi. Phương Linh đúng không? Phương Linh, Phương Linh. Phương Linh 4 điểm nè. Rồi. Thùy Anh 2 điểm. Anh Tùng 2 điểm. Rồi. Câu tiếp theo nè. Câu tiếp theo nhé. Dùng từ loại là gì đây? Ở đây mình có chữ O là mạo từ nè.
À, sao mở từ mình sẽ đi với gì? Sao mở từ sẽ đi với danh từ? Sao mở từ sẽ đi với danh từ? Hả? Thùy Anh 4 điểm, Quỳnh Anh 2, Ngọc Diệp 2, Minh Trí 2, Phúc Sang 2. Đủ chưa? Đủ 5 bạn chưa? 1, 2, 3. Rồi. Anh Tùng 2 điểm. À, câu 12, mình câu 12 sẽ là donation. Câu số 13 dùng từ loại là gì đây? Bạn nào vẽ lên cái máy của cô ở lên. Em lỡ tay, em không biết, À, em ấn linh rồi. tinh. Trời ơi. Rồi, các bạn nhìn nè. Ở đây mình có gì? À, sau là sẽ là danh từ, nhưng mà mình đã có organization là danh từ rồi, cho nên trước danh từ mình sẽ dùng một tính từ. Trước danh từ sẽ dùng một tính từ. Tính từ của từ này là profit. À, cái tổ chức này nó cung cấp bữa ăn miễn phí thì nó sẽ là phi lợi nhuận. Chưa nào? Cung cấp bữa ăn miễn phí thì nó phi lợi nhuận. À, tính từ lúc này sẽ là non profit, phi lợi nhuận. Các bạn chấm bài vào trong vở của mình luôn nhé, trong sách của mình luôn nhé. Rồi, câu 14. Sử dụng gì đây? Cô điểm thôi. À, quên cho điểm. Quỳnh Anh 4 điểm. Minh Hằng 2, Phương Linh 2. Hết rồi. Rồi. Lại nha, câu 14 nè, mình dùng gì đây? Ủa, mình dùng cái gì, có nghĩa là mình dùng từ À, chia dùng từ con. loại gì? Dùng từ loại gì? Nãy giờ Khánh Chi không gửi đáp án cho cô nha. Đặt ghi chữ gì ở đây? NOUS là chữ gì á? Danh từ hả? No, no chứ. Xem sao? Viết tắt cho cô là được rồi. Rồi, ở đây mình có worker. Worker là danh từ nhé. Trước danh từ mình sẽ dùng một tính từ. Trước danh từ thì dùng tính từ. Trong câu này mình sẽ có hai loại tính từ. Tính từ thứ nhất là mình sẽ dùng volunteer. À, cái cách thứ hai là mình sẽ dùng là voluntary. À, các bạn đi thi sửa cho cô một đáp án thôi là voluntary nhé. Hôm trước mình học cái từ đó đó. À, voluntary. Câu cuối cùng nào. À, câu 15 nào. Câu 15 donation nào. Donation là danh từ thì trước danh từ mình sẽ dùng cái gì đây? Trước danh từ thì dùng gì đây? Cô chưa chấm điểm hả? Viết đây cô chấm sao? Thùy Anh 4 điểm. Phương Linh, ủa cô chấm hồi nãy rồi mà. Phương Linh, Minh Hằng, Quỳnh Anh. Và anh nãy cô chấm rồi mà. Hay là ở trên nữa? Đâu, câu 14 cô chưa chấm hả? Ở câu 14 là lúc 8 giờ 35 đúng không? Rồi Phúc Sang 4 nè. Phương Linh 2, Minh Trí 2, Tiến Đạt 2, Quỳnh Anh 2. À, Huyền My 2. Rồi các bạn gửi lại cho cô nhé. Bây giờ cô ghi lại nè. Cô ghi lại là câu 15 nè. Rồi các bạn gửi đáp án lại nè. Câu 15 nhé.
Rồi, kết thúc câu 15 nha. Rồi, chỗ này là danh, nó giống câu 14 là mình sẽ dùng tính từ. Phúc Sang 4 điểm, Ngọc Diệp 2, Huyền My 2, Minh Hằng 2, Phương Linh 2, Quỳnh Anh 2. Rồi, tính từ của tớ charity là charitable. Cô gọi những con chat rồi mà. Hả? Chat là kia rồi mà. Chat đi. Tính từ đúng không? Tính từ đúng rồi. Con ghi tính từ ở trên rồi à? Cô có thấy đâu? Không có. Không có đoán của đạt đâu. Không có nha. Con ở chỗ 8:35 đi à? 8:35 của câu kia mà. 8:35 của câu kia mà. Rồi qua câu 16 nè. Mà từ đờ đi với cái gì đây? Rồi, cô chốt đáp án nha. À, sau the thì mình sẽ đi với một danh từ. Trong đó từ old là tính từ. Mình chuyển từ danh từ thành từ elderly. Elderly vừa là danh từ vừa là tính từ. Thì ở đây bạn nào ghi danh từ bạn nó mới có điểm nha. À. Ghi tính từ không được, không có. À, ghi tính từ thì không có. Mình đang học về mặt lý thuyết là không có. Và từ elderly là thực ra là do nó vừa là tính từ, nó vừa là danh từ. Nó tạo thành nhóm người ha. Cho nên sau đờ thì con phải ghi cho cô là danh từ. À, Phương Linh 4 nè. Phúc Sang 2. Ngọc Diệp 2. Huyền My 2. Anh Tùng 2 điểm. Rồi các bạn sửa bài vào cho cô nhé. Sửa bài vào cho cô nè. Trên bản xem mỗi công thức vào rồi cô. Không, con sửa bài trước đi, công thức cô cho con ghi sao đó. Con sửa bài ở trên đây nè, con sửa bài trên đây trước đây. Sao? Chép này rồi à. Công thức lát nữa cô cho khác mà. Chép gì nhanh vậy? Ừ. Rồi cô bấm nhầm nút kia rồi. Hả? Lát nữa ghi lại nha. Các bạn sửa xong rồi đúng không? Rồi, các bạn sửa xong rồi đúng không nè. Rồi, bây giờ ghi công thức cho cô nè. Bây giờ mới ghi công thức nè. Rồi, mạo từ cộng tính từ cộng danh từ chủ ngữ cộng to be cộng tính từ chủ ngữ cộng động từ cộng trạng từ. À. Sau giới từ sẽ đi được với danh từ. À, sau giới từ sẽ đi được với một động từ thêm in. Rồi. Cái này cô gọi nó là NB nhé. Cô gọi cái này là NB, tức là nó là cụm danh từ. Ghi bốn công thức cho cô nha. Thì mày ghi xong chưa? Mày ghi xong chưa? Rồi tương tự cái chỗ này, khi mà nói danh từ rồi thì con có thể dùng với cả cụm danh từ. Động từ con cũng có thể dùng với cả cụm động từ. Bắt đầu bằng một bước em ha. Xong chưa nè?
Rồi bây giờ mình sửa bài tiếp theo nhé. Các bạn sửa bài này vào rồi đúng không nào? Okay, that's one. Câu số 6. Viết câu ở hình thức phủ định và nghi vấn của nó. Phúc Sang nào. Nô cô có một là câu phủ định là Nam didn't write an essay in L class this morning. In literature class this morning. Câu là Đức Nam write an essay in literature class in this morning. Did Nam write an essay in literature class this morning? Quỳnh Anh. Con thưa cô là con tiếp theo con là I didn't watch TV yesterday morning. Và did you watch TV yesterday morning? Did you ha? Did you? Tức là người ta sẽ hỏi mình là bạn có xem TV không? Lúc này mình mới trả lời là tôi không xem. Cho nên ở đây mình sẽ nói là did you, bạn có xem hay không? Tiến Đạt. Cô là Nam and you wasn't in the English class last Tuesday. Weren't. Và câu phủ định là, câu hỏi là were. Were Nam and you in the English class last Tuesday. Tổng câu số 4 nào. They didn't. They didn't eat. Eat noodle. Two hours ago. Câu hỏi thì đưa cái gì lên trước nào? Did they eat noodles 2 hours ago? Minh Hằng nào? Các bạn nhanh lên nào. Minh Hằng đâu rồi? Bạn Văn rồi hả? Rồi, Ngọc Diệp nè. Con thưa cô là we didn't always had a nice time on Christmas holiday in the past. Did we always have a nice time on Christmas holiday in the past? We didn't always. We didn't always. We didn't always have. We didn't always have a nice time on Christmas. Did you always? This we sẽ chuyển thành chúng trả lời là chúng tôi thì mình sẽ hỏi là gì? Các bạn ha. Did you? Thùy Anh nè. Hello cô, con là my father didn't decorate the tree or the Christmas tree. Does your mother, a father, decorate the Christmas tree? Decorate. Tiếng Đạt. She buy a new dress yesterday. She didn't buy a new dress yesterday. Did she buy a new dress yesterday? Rồi, Minh Trí nè. Con cô câu 8 à. They were not late for school. Were they not late for school? Có câu hỏi mà were they not hả? Yes, no. Were they late for school? Were they late for school? Khánh Chi nè.
Câu này con chưa làm ạ. Rồi. Khánh Chi, đây là động từ thì đây về đây Khánh Chi. Chi nào? Đi về phố bên ạ. Có. Câu này là thì gì? Con chưa học bài hả? Thì quá khứ đơn ạ. Quá khứ đơn thì chủ ngữ đi với động từ cột máy. Hả? Thì quá khứ đơn là chủ ngữ đi với động từ cột số máy. Khánh Chi? Bây giờ cô hỏi công thức nè. Bây giờ con nói là con không biết hay là con không học bài hay là con không như thế nào? Con chưa làm ạ. Thì con chưa làm nhưng mà bây giờ cô đang hỏi công thức, cô hướng dẫn cho con làm. Bây giờ con không trả lời thì làm sao mình làm được cái bài này? Bây giờ cô hỏi con là cái công thức của thì quá khứ mình dùng như thế nào? Con lật vở ra lại xem thì quá khứ hôm trước cô dặn là mình dùng sao? Lật vở ra nào. Cô không biết làm thì cô hướng dẫn cho con làm chứ sao cô không biết làm cô bỏ qua con rồi vài bữa con gặp bài rồi làm sao cô làm bài được bài? Tại con chưa làm thì bây giờ cô hướng dẫn cho con làm. Thế bây giờ cái thì quá khứ đơn mình dùng làm sao? Ờ, cái câu này ở dạng phủ định là Mr. Tom took his children. Mr. Tom didn't took his children to the museum last Sunday. Rồi, bây giờ mình có cái từ took là thì quá khứ, động từ quá khứ của nó. Hôm trước cô nói là gì? Cái câu thì quá khứ sẽ là cột hai ed. Được chưa nào? Nếu là câu phủ định sẽ là didn't, mà sau didn't thì mình dùng động từ cột số mấy? Hai. À, động, hả? Sau didn't là động từ giữ nguyên. Vậy thì cái từ took cột một, cột hai của nó là took nha. Cột một của nó sẽ là take. Vậy thì mình chuyển từ took về dạng take của nó. Vậy đầu tiên ông Mr. Tom mình thêm chữ gì nào? Didn't ạ. Thêm chữ didn't, sau đó chữ took này mình chuyển về cột 1 của nó là take. Còn lại mình viết lại y chang, được không nào? Vâng. Được không? Ờ, con biết làm thì con phải làm sao cho nó ra đáp án, chứ không là về bữa con đi thi làm sao được, đúng không? Ờ, didn't take, được chưa? Didn't take, còn lại là viết lại y chang nha. Rồi, câu phủ định mình đưa cái gì ra đầu câu đây? Câu phủ định thì đưa cái gì ra đầu câu đây, Khánh Chi? Did ạ. À, đưa did, chủ ngữ là gì? Mr. Tom ạ. À, Mr. Tom. Mr. Tom. Rồi, động từ cột nguyên mẫu của nó là gì? Nguyên mẫu của từ took là take. Rồi, còn lại mình viết lại y chang, được không nào? Được chưa? Rồi, Tín Đạt làm cho cô câu 10 nào. Nói cho cô cách làm luôn. Đầu tiên là mình sẽ chuyển động từ make, made về dạng gì? Nguyên thể, nguyên thể. Đúng rồi, nguyên thể của nó tức là hoa. Xong rồi mình thêm chữ gì đấy? Make. À, thêm chữ didn't. À, didn't. Didn't rồi mới tới make. Còn lại viết là y chang ha. Rồi câu phủ định của nó là thêm từ gì đầu câu? Didn't. Câu phủ định là didn't. Rồi câu câu nghi vấn thì sao? Câu nghi vấn thì mình phải làm sao? Đưa cái gì ra đầu câu? Câu là didn't à? Đưa chữ ra đầu câu, chủ từ ở đây là gì? Hoa. Hoa, sau đó động từ chuyển về cột một là gì? Nguyên thể là. Nguyên thể là mắt. Còn lại viết là y chang thêm dấu chấm hỏi, được chưa? Bạn nào không biết làm dạng bài này, phải nói cho cô biết chứ. Rồi sửa bài vào cho cô nè. Cái phần sau là mình chỉ viết lại thôi mà, mình đâu có làm gì nữa đâu. Hả? Xong chưa nào? Có ai chưa sửa kịp bài không? Chị con biết làm chưa? Rồi ạ. Rồi. Bạn nào không biết làm thì nói cô nhé. Cô sửa bài tiếp theo nè. Rồi. Chia động từ ở thì quá khứ. Cô làm mẫu câu đầu tiên. Ở đây cô có từ yesterday là quá khứ đơn.
Thì lúc này mình sẽ chuyển về cột 2 của nó, là từ it chuyển thành từ ate. Được chưa? Tùng nào. Câu hỏi thì đưa cái gì ra đầu câu nè? Đưa this ra đầu câu, sau đó lấy lại chủ ngữ là Helen. Helen rồi động từ mình làm sao đây? Nguyên. Giữ nguyên sẽ là gì? Did Helen drive? Rồi yes cộng với she vậy. Đúng rồi. Câu tiếp theo, Phương Linh nào. By chuyển về cột 2 của nó là gì? Bought. Bought. Chí, go chuyển về qua cột 2 của nó là gì? Còn go là when. Went. Thùy Anh, câu hỏi mình dùng cái gì đây? Cô hỏi mình dùng did, chủ ngữ là đây, động từ làm sao? Đây, động từ giữ nguyên ạ. Động từ giữ nguyên, rồi no thì đây phải làm sao? Not ạ. Đúng rồi, sẽ là did chứ? Didn't. Quỳnh Anh nào? Tôi nè, từ si chuyển về cột 2 là gì đây Quỳnh Anh? Cô là si chuyển về cột 2 là saw. Đúng rồi, saw. Anh Tùng nào, do chuyển về cột 2 là gì đây? Drink chuyển về cột 2 của nó là gì đây? Drank. Rồi, các bạn sửa bài vào nhé. Một phút nào. Sửa xong rồi, cô qua trang tiếp theo nha. Bạn nào chưa kịp thì nói cô nhé. Rồi Huyền My nè. Huyền My làm cho cô tiếp nè. Bite chuyển về cột quá khứ của nó là gì đây Huyền My? Bit. Bit. Ngọc Diệp, câu hỏi dùng trợ động từ là gì đây? Câu từ cô là what time did you get up? Đúng rồi. Did you get? Minh Hằng, cột 2 của fly chuyển về cột 2 là gì đây? Cột 2 của fly là blue nha. Tiến Đạt, cột 2 của here là gì? Here cột 2 của nó là gì đây? Hurt, thêm chữ the vào. Khánh Chi, cột 2 của từ break là gì đây? Thêm ed ạ. Thêm ed, mình không thêm ed nhé, mình chuyển về broke. Quỳnh Anh nào, hot cột 2 của nó là gì Quỳnh Anh? Con thưa cô là từ hot điền là vẫn là hot ạ. Vẫn là hot luôn. Thùy Anh nào, catch chuyển về cột 2 là hot. Phương Linh, câu hỏi 14 nào, câu hỏi thì giống did. When did you did you read up? When did you read? Phúc Sang nào. Forget chuyển về. Forgot. Câu tiếp theo luôn là gì đây Sang? Câu tiếp theo là brought. Tại sao mình lại điền brought nhỉ? Sau to là giữ nguyên là bring. Được chưa? Rồi sửa bài. Các bạn xong chưa nè? Cô qua phần tiếp theo nhé. Chuyển động từ về dạng quá khứ của nó. Minh Trí. Con cô đầu tiên là talk to me đi. Talk to me đi. Phương Linh nào. Go chuyển thành. Go chuyển thành when ạ. Rồi. Anh Tùng. Play làm sao? Play thêm ed ha. Phúc Sang, câu 4. Cô câu 4 là hát ạ. Hát. Khánh Chi, câu 5 nào. Dogs là số nhiều, mình dùng gì đây? Were. Dùng were. Ngọc Diệp, câu 6 nào. Câu tiếp theo là cold, thêm đi. Cold, thêm đi. Huyền My nào. Huyền My nào, chữ lúc làm sao? Chữ lúc làm sao nào?
Thêm ed. Anh Tùng, câu số 8, find, chuyển về cột 2 của nó là? Found. Tiến Đạt nào, check chuyển thành? Anh đâu có check chuyển thành Trúc ạ. Check chuyển thành Trúc. Minh Hằng nào, Charlie là một người, to be sẽ là gì? Was. Quỳnh Anh go chuyển thành? When ạ. When. Khánh Chi, fetch làm sao đây? Từ fetch nó lạ không? Khánh Chi nào? Con không biết ạ. Nó lạ thì mình sẽ làm sao? Mình đoán là nó mình sẽ làm sao? Những từ mà nó lạ quá thì mình sẽ lùi ở hình thức là gì? Thêm ed nhé. Những động từ mà nó không có trong cái bảng động từ bất quy tắc thì mình sẽ thêm ed vào. Rồi. Phúc Sang nào. Con nói cô là buồn ạ. Động từ có 13. Động từ thêm ed ạ. Thêm ed. Minh Trí con 14 nè. Quynh chuyển thành. Con nói cô là buồn. Won. Anh Tùng nào. Right chuyển thành road. Right chuyển thành road. Rồi các bạn xong chưa nào? Cô qua bài tiếp theo nha. Bạn nào chưa xong thì nói cô quay lại nhé. Được chưa? Cái này chỉ có chuyển động từ thôi. Rồi câu số 8. Câu số 8 cô làm mẫu hai câu đầu nhé. Thứ nhất là mình có từ cloudy. Chưa? Nó là gì? Nó là tính từ cho nên mình sẽ dùng to be là chữ be chuyển thành was, cloudy, yesterday. Đây, chữ be này cô chuyển thành was. Phúc Sang nè, câu 2 nè. Hôm nay cô câu 2 là in 1990. In 1990. In 1990, we moved to another city, moved thêm ed. Đúng rồi, từ moved thêm ed. Thùy Anh nè. Câu hỏi thì mình làm sao đây, Thùy Anh nè? Câu cô là ta thêm đích ạ. Đúng rồi, động từ thì làm sao? Động từ giữ nguyên ạ. Chính xác. Thêm đích, động từ giữ nguyên nha. Tiến Đạt nè. Chỗ này có not thì mình phải làm sao đây Đạt nè? Nó là thêm didn't. Đúng rồi, thêm didn't nhá. Would she didn't. Còn lại she didn't go to the church 5 days ago. Khánh Chi nào, câu này là câu hỏi. Vậy thì to be mà đi với he thì mình sẽ dùng to be gì đây Khánh Chi? Was it? Đúng rồi. How was he yesterday? Quỳnh Anh nào. Quỳnh Anh câu số 6 nè. Con là cô câu số 6 là Did Mrs. and Mrs. James come back home and have lunch last Yeah, câu này là câu hỏi với động từ thường cho nên mình chỉ cần thêm chữ did đầu câu là xong ha. Mình chỉ thêm từ did thôi, còn lại là mình viết y chang. Ngọc Diệp nè. Câu này câu hỏi mà có happy là tính từ thì sẽ là Were they happy last holiday? Đúng rồi. Phúc Sang nè. Hôm nay cô tạm à, how did you get there? Minh Trí. Con cô là I played football last summer. Tức là từ play mình sẽ thêm ed. Thêm ed. Huyền My nè. Từ make chuyển về cột 2 là gì đây? Make cột 2 của nó là made. Là made. Giờ hai cái bánh thì mình làm sao? Hai cái bánh là số nhiều hay số ít đây? Số nhiều. Số nhiều thì mình phải làm sao? Thêm s. Thêm s vào. Số nhiều thì mình sẽ thêm s vào sao? Danh từ nhé.
Rồi các bạn sửa bài xong chưa nè? Các con sửa xong chưa nè? Xong rồi đúng không? Cô qua bài mới nhá. Cô qua bài bài số 9 nè. Rồi các bạn làm nhanh cho cô, mỗi bạn làm 2 câu nhá. Mỗi bạn làm 2 câu. Sang nè. Cô có một là when, câu 2 là cooked ạ. Go thì chuyển thành when, cook thì mình, meal thì mình thêm ed. Thùy Anh nào. Mozart viết nhạc, từ từ viết nhạc mình sẽ chuyển cột 2 là gì đây? Nó coi là when. Write chuyển thành wrote. Wrote. Còn tôi mệt, mệt là tính từ mình dùng to be, mình sẽ chuyển thành ai vậy? I was. Ngọc Diệp nào. Ngọc Diệp nào. Well là tính từ thì mình sẽ dùng to be là gì? Thưa cô là... Sorry. Câu này là well là trạng từ. Thì họ ngủ là chuyển về cột 2 của nó là... Sleep. Sleep chuyển về cột 2 mình đọc là slept. Đọc là slept. Câu số 5 là gì? Câu 6 luôn Diệp nào. Study. Ed. Đúng rồi, bỏ y dài chuyển thành y ngắn thêm ed. Minh Hằng nè. Ba của tôi nè. My father touch. Touch thêm ed hả? Chuyển về quá khứ của nó là touch. Touch. Rồi, ông ấy là lửa nè. Dave làm gì đây? Cậu ta muốn tạo ra lửa. Cậu ta muốn nhóm lửa nhưng mà không có gỗ. Muốn là want. Chuyển về quá khứ là gì đây Minh Hằng? Cô vẫn là touch. Không, touch là câu số 7 rồi. Cô làm xong câu 7 rồi mà. Thế câu 8 thì sao? Câu 8 là want thêm ed. Wanted thêm ed. Huyền My nè. Huyền My câu 9 nè. Bên cột 2 của nó là mình bỏ chữ D, mình thêm chữ T. Đúng rồi, thêm chữ T ha, dành hàng giờ. Câu cuối cùng nè. Điện thoại. Chiếc điện thoại nó reng lên. Ring chuyển về cột 2 của nó là gì đây Mỹ? A. Y thì chuyển thành A là thành rang. Rồi các con sửa bài vô nhé. Bài tiếp theo nè. Bài số 10. Mỗi bạn làm cho cô 2 câu. Thùy Anh nè. Câu số 1 con chọn là word. Câu 2. Câu 2 là con chữ y dài trở thành y ngắn và thêm y. Đúng rồi. Đúng rồi. Phúc Sang nè. Câu 3 là order con thêm ed với cả chase con thêm ed. Có e rồi thêm d thôi. Thánh Chi nè. Từ check chuyển về cột 2 của nó là took. Lift thì làm sao? Lift thì mình làm sao? Chuyển thành leave ạ. Thêm đi. Thêm đi thôi tại nó có y rồi. Chí nào, câu số 7 nè. Câu số 7 là love thêm đi. Thêm đi. Rồi, tail chuyển thành toe. Tiếng đạt nào. Chain làm sao? Chain có e rồi, mình thêm thêm dirt. Chain. Rồi, từ mắt chuyển về cột 2 là cột 2 đạt. Make cột 2 của nó là gì? Make là made ạ. Made. Con làm 2 câu chứ. Quỳnh Anh nào. Go chuyển thành vừa là when ạ. Con put thì sao? Con vẫn là put ạ. Vẫn là put. Anh Tùng nào. File chuyển về cột 2 là found. Found nhá. Ngọc Diệp. Ngọc Diệp đây, Ngọc Diệp câu 14 nè.
Câu 14 là were. Were, bởi vì nó có chữ and, nó có hai người. Ha? Sửa bài xong chưa nào? Các bạn sửa xong rồi đúng không nào? Rồi, bài tiếp theo. Bài 11. Minh Hằng làm cho cô hai câu đầu nào. Xin thưa cô, là câu 1 có nên là ask. Work as, làm công việc gì đó. Tiến Đạt câu, không, Minh Hằng làm hai câu. Support. Support for. Hỗ trợ ai đó. Sang nào. Nô cô là for. Sống trong ngôi nhà giống. Dùng in. Rồi. Đồ này cho ai đó thì giống. Đồ này cho ai đó thì giống gì đây? To ha. Đồ này thì đi với to. Đồ này something to somebody. Cô bị đứng máy rồi. Rồi to. Ngọc Diệp nào. Lợi ích của thì giống. Of. Dùng of. Rồi. Nấu bữa ăn. Ở nơi nào đó. Dùng. Ở mái ấm. Dành cho cái người nào đó. Mình dùng từ at nha. Ở tại. Dùng at. Ở đâu đó. Ở đâu đó. Minh Trí nè. Con cô là in it. In it có nghĩa là cần thiết, thực sự cần thiết. Rồi, children with provide somebody with something. Tiến Đạt nào. Trong thời gian rảnh thì mình dùng là in ạ. In, tham gia cũng dùng là in ạ. Dùng in luôn. Rồi các bạn ghi cho cô công thức ngữ pháp nè. Ghi cho cô công thức ngữ pháp nhé. Bên này mình có từ work as sẽ đi với tên nghề nghiệp. Mình làm cái nghề gì đó sẽ là work as cộng với tên nghề nghiệp. Các bạn ghi vào vở cho cô. Support for là hỗ trợ ai đó. Hỗ trợ ai đó. Donate something to somebody. Quyên góp cái gì cho ai? Quyên góp cái gì cho ai? Provide somebody with something. Rồi. Cung cấp cho ai cái gì? Cung cấp cho ai cái gì? Và cấu trúc này nó sẽ bằng với cấu trúc là provide something to somebody. Tức là nếu mình có người trước thì mình sẽ dùng with rồi đi với vật. Còn nếu như vật đứng trước thì mình sẽ dùng to rồi mới tới đi với người ha. Hai cấu trúc này bằng nhau. Ghi cho cô là provide something for chứ, for somebody. Provide something for somebody. Provide something for somebody. Hoặc là provide something to somebody. Mà nghĩ nhau á, nó chỉ là thay đổi công thức thôi. Thay đổi công thức thôi nhưng mà nghĩ nó thì nó giống nhau. Work at, support, donate.
Thế con đi xong rồi đúng không nào? Đi xong thì phải giơ tay cho cô viết chứ. Và mình qua bài tiếp theo nhé. Câu bài số 12. Thùy Anh nào. Nó có con giật ai à? Câu ai có nghĩa là nấu gì? Đã nấu một bữa ăn cho tấm rồi. Nấu một bữa ăn. Diệp ăn, mình Ngọc Diệp nào. Con thưa cô là check part in ạ. À, check part in. Check gì? Checking nhá. Sau off thì mình dùng verb in ha. Check part, checking part in. Phiền mây nè. À, gây quỹ từ thiện nè. Gây quỹ thì mình sẽ dùng cái gì đây? Money nè, mình gây quỹ thì mình dùng cái gì đây Huyền My? Đáp án B. Raising money là gây quỹ nhá. Rồi Minh Hằng nè. Helping hả? Giúp đúng không nào? Giúp đỡ. Phương Linh nè. Em thưa cô là câu 5 em chọn A. À, give away, tặng cho đi ha. Khánh Chi nè. Chúng ta có thể gì đây? Phương tiện giao thông. Phương tiện giao thông. Đi ạ. Chúng ta donate phương tiện giao thông à? Giving rides to elderly có nghĩa là mình chở họ đi. Mình chở họ đi là mình cung cấp cái dịch vụ phương tiện đó ha. Mình sẽ chọn câu C, provide cung cấp cái phương tiện giao thông. Donate là mình cho họ luôn. Cái này mình không có cho, mình chỉ cắt chở họ đi thôi. Tiến đạt nè. Câu số 7 nhá. Câu là B ạ. Câu B có nghĩa là gì đây? Tại sao chọn câu B? Giúp các đứa trẻ ngọt ngào vì chúng ta sống rất khổ sở cái điều kiện sống không tốt ha. Cúc Sang nè. Cô 8 con chọn D. D có nghĩa là bởi vì nó tốt cho sức khỏe. Minh Trí nè. Con cô tutor. Tutor có nghĩa là gì con? Ở đây mình có children ha. Children là trường học. Gia sư. Đúng rồi, gia sư tức là dạy học đó, dạy kèm cho học sinh nhà nghèo. Quỳnh Anh nè. Con cô là câu tiếp theo con chọn hoàng C ạ. C có nghĩa là gì ta? C có nghĩa là công việc chân tay nhá. Công việc lao động tức là gì? Lao động bằng chân tay á. Tình nguyện viên có thể làm những công việc lao động chân tay chung, ví dụ như là dọn dẹp hoặc là sửa chữa nhà cửa. Minh Hằng nè. Cô thấy cái từ labor đấy là nó khác với cái từ job là công việc đúng không cô? Cái từ job là công việc. Công việc có thể là công việc chân tay hoặc công việc lao động trí óc, hoặc là công việc sáng tạo, công việc gì đó. Công việc thì nó có nhiều loại. Nhưng mà công việc ở dạng labor là mình không dùng trí óc mà mình chỉ dùng sức khỏe, chân tay để mình làm thôi. Thì người ta gọi là labor ha. Rồi. Cô mới gọi bạn nào ấy? Minh Hằng. Rồi. Đặc biệt dành cho ai đó thì mình sẽ dùng là To, tính từ to somebody ha. Is special to me. Nó đặc biệt đối với tôi. Tùng nào, con 12 nào. Con chọn là D ạ. Câu D là bởi vì đúng không? Câu này có nghĩa là gì? Họ quyết định dọn dẹp khu phố bởi vì nó sao? Nó đầy gì? Đầy rác. Đầy rác. Mình bao bài tiếp theo nha. Bài số 13. Con sẽ nói cho cô là đúng hay là sai. Và con phải giải thích cho cô biết nha. Thùy Anh nào. Cô có thể false. False.
Rồi. Câu này mình có từ love là thích. Bạn này có thích làm ra sự khác biệt không? Bạn có thích tạo ra sự khác biệt không? Và tìm cho cô cái cụm từ là make difference nào. Ở dòng đầu tiên. Đúng rồi, cả lớp nhìn nhá. Dòng đầu tiên mình có từ make a difference là tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người. Đó là một điều đặc biệt hoặc là một điều tuyệt vời đối với tôi. Mà khi bạn ấy nói đó là điều tuyệt vời với tôi, có nghĩa là bạn này thích điều đó. Cho nên câu số 1 đúng. Phúc Sang giải thích câu 2 cho cô nè. Cô 2 con chọn là cô. Cô là tại vì ở trong đấy thì nó ghi là lúc. Lúc bạn ấy bao nhiêu tuổi? Over 3. À, thì Quỳnh Anh biết câu này nè. Quỳnh Anh trả lời nè. Cô là câu này con dựa vào dấu hiệu được nhận biết là I have been a volunteer for over 3 years. Là tôi đã bắt đầu từ khoảng 3 năm trước và người ta đã cho dấu hiệu biết là 17 là năm nay là Huệ đã 17 tuổi thì con lấy 17 trừ đi 3 là được 14 tuổi ạ. À, cho nên câu này sẽ là true. À, true đúng rồi. Tức là bạn này bạn làm tình nguyện được 3 năm rồi và năm nay bạn 17 tuổi, có nghĩa là 17 trừ 3 là lúc bạn 14 tuổi bạn bắt đầu làm. Khánh Chi câu sao con? Hơn 3 năm. À, thì hơn 3 năm thì nó sắp xỉ cái giờ đó mà con. Nó sắp xỉ cái lúc đó. Ha. Được chưa nào? Rồi, câu số 4 là bạn Ngân. À, câu số 4 là qua bạn Ngân nhá. Bạn Ngân này bạn sao đây? Bạn gom rác ở trong khu phố với gia đình vào sáng thứ bảy và vào các buổi sáng thứ bảy. Khánh Chi nè, câu này đúng hay sai? Hả? True. True. Ở đâu nhỉ? Dòng thứ mấy nhỉ? Đoạn 2 dòng thứ mấy này? Dòng thứ nhất ạ. Dòng thứ nhất mình có nè, một buổi sáng thứ bảy trong vòng một tháng. Tức là gia đình bạn này trong một tháng có 4 ngày thứ bảy, nhà bạn chỉ dành đúng một ngày thứ bảy, buổi sáng thứ bảy để làm thôi. Còn trong này nó nói là mornings là các buổi sáng thứ bảy. Không có, câu này sai nha. Câu này sai. Rồi. Minh Trí nè. Con cô bố là false. False, tại sao? Con cô bởi chỗ này dòng là most family volunteer do this one a month. Ở trên câu là gì? Chúng tôi không gì đây. Dịch câu này cho cô nè. Chúng tôi không bị bắt buộc hoặc là không được gì? Tham gia. Không được paid là không được gì? Không được trả tiền. À, chúng tôi không bị bắt buộc. Cũng không có được trả tiền để làm điều đó. Nhưng chúng tôi gì đây? Vẫn tham gia. À, enjoy là gì con? Tham gia. Enjoy là yêu thích nhé. Enjoy là yêu thích. Yêu thích và chỗ này nói là không thích. Cho nên câu này sai. Câu này sai. À, anh Tùng nào. À, các hộ gia đình trong ngôi làng của Ngân á. Nhiều hộ gia đình trong ngôi làng của Ngân. Nhiều hộ gia đình đều làm công việc tình nguyện. Đúng không? Đúng. Đúng nằm ở đâu? Cái câu nào nó bằng nghĩa với từ là... Cái câu nào nó có từ families nào? Câu số dòng số 3. Đúng rồi, dòng số 3 là families này đúng không? Rồi mình có từ most là hầu hết là nhiều hay là ít nhỉ? Hầu hết là nhiều, đúng rồi, cho nên câu này đúng. Các bạn ơi, cô đang phân tích cái bài reading. Tuần sau mình làm kiểm tra có phần reading mà cô không biết cách phân tích bài là cô làm mất điểm phần reading nha. Được chưa nào? Ngọc Diệp phân tích câu 6 cho cô nè. Con thưa cô, câu 6 con chọn first bởi vì là trong bài không có nói đến, chỉ nói đến là people. Mọi người ở trong làng tôi chỉ quyên góp tiền đến người vô gia cư thôi ạ, chứ không khuyến khích mọi người đi hiến máu ạ. Ừ, đúng rồi. Đây là gì? Mọi người trong ngôi làng á là quyên góp tiền. Ha, còn ba mẹ của tôi á là hiến máu. Chứ ba mẹ của tôi không có khuyến khích người ta đi hiến máu. Ba mẹ của tôi là người đi hiến máu, chứ không có khuyến khích người khác đi nhá. Cho nên câu này sai. Câu này sai.
Rồi, mình sửa bài xong chưa nè? Qua bài mới nhé. Câu 14 nè. Câu 14, các con nhìn cái câu hỏi, rồi cô sẽ phân tích ở trên cái màn hình nhé. Cô nhìn câu hỏi trong sách ha. Cô nhìn câu hỏi trong sách. Rồi, câu 1 nè. À, cả lớp ơi, cả lớp đánh số dòng cho cô nhé. Con đánh cho cô nè. 1, 2, lát nữa cô nói tới đâu thì con nói cho cô là cái thông tin đó nó nằm ở dòng số mấy. Rồi đánh xuống cho cô nè. Đánh số dòng trong sách cho cô nha. Rồi khi cô hỏi thì con nói là cái thông tin đó nó nằm ở dòng bao nhiêu. Tại sao con biết điều đó? Nhưng mà trả lời thì phải đúng theo số dòng ở trên trên đây. À, cái số dòng của con nó khác của cô hả? Vâng. À, con cứ nói theo số dòng trong sách của con nhé. Nói được dòng nào thì cũng được hết. Con nói dòng số mấy là cô sẽ tự đi tìm, được không nào? Con nói trong sách của con nhé. Tại vì sách của cô cũng giống sách con, chỉ có trên màn hình đó là cô phóng cái chữ lên cho nên nó nhỏ lại, được không nào? Rồi, Chí nè. Chí làm cho cô con câu 1 nè. Câu 1 con chọn A. A, rồi. Thông tin nó nằm ở đâu là dòng bao nhiêu? Con cô là... ở chỗ con có nói cái dòng trong sách của con đi. Dòng thứ 7 ạ. À, dòng số 7. Dòng số 7 nó nói là gì? Những người đó thường giúp những người sick, đúng không nào? Rồi sick and old nè, phải giúp họ làm cái gì? Giúp họ là gì? Sơn sửa nè, clean up và do repair house rồi do the shopping. Các bạn thấy chưa nào? Cho nên thông tin nó nằm ở dòng đây. Đáp án là câu A. Thùy Anh nè. Nô cô, con chọn đi ạ. Ở câu D, nó nằm ở đâu á? Dòng thứ 10 ạ. Dòng thứ 10, rồi. Nó có là gì? Những người mà học từ 3 của họ ha. Học từ 3 của họ là câu 2D. Rồi, Tín Đạt làm cho cô câu số 3 nè. Nằm ở dòng số mấy? Cái gì mà không có ở câu lạc bộ? Cô là cái owning photography ạ. Ừ. Vậy thì trong bài nó có từ play games ở đâu nhỉ? Cái dòng thứ 9 ạ. Dòng thứ 9 có play games. Rồi, ở đâu có dòng interest play đây? Ở phần số 10 ạ. À, dòng số 10, places of interest. Rồi, ở đâu có dòng watching films? Watching film cũng ở 10 ạ. Cũng ở 10 luôn. Đây, mình có từ movies ha. Rồi, cho nên mình chọn câu B. Khánh Chi cho cô câu 4 nè. Mình tìm được thông tin ở dòng bao nhiêu? Tại sao nhiều người họ sử dụng học sinh làm nhân, họ dùng học sinh làm tình nguyện viên? Tìm cho cô từ học sinh dùng làm tình nguyện viên nè. Thì câu số 4 mình dòng tìm mấy dòng số mấy đây Khánh Chi nè. Rồi Thùy Anh nè. Cô là ở dòng số 14 và 15. Đúng rồi, dòng 14, 15. Mình có từ use a lot of students. Và khi nó hỏi tại sao là mình sẽ tìm từ because. Vậy đáp án là gì đây? Đáp án là A. A, bởi vì họ có thể hiểu được các vấn đề của người trẻ. Ví dụ như là cô nhìn sang. Ha? Đấy. Sang nào? Cô không hiểu Sang đang nghĩ gì hết. Nhưng mà cô hỏi là Đạt cơ Sang đang nghĩ gì vậy? Thì Đạt có thể hiểu được. Tại vì mình cùng tuổi với nhau, mình sẽ hiểu hơn là cô. Được chưa nào? Rồi, mình còn mấy bài nha. Mình còn bài 15, 16, hôm sau mình sẽ sửa nhé. Bây giờ các con lật sách ra cái phần sách em học giỏi về làm homework cho cô nhé. Hôm nay bao nhiêu từ vựng ấy nhờ Quỳnh Anh nha. Quỳnh Anh đếm trong vở xem có bao nhiêu từ vựng giúp cô với.
21 từ ạ. À, 21 từ. Vậy là cũng không nhiều ha. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên là con sẽ quay video từ vựng cho cô trong vở nha. Nãy Quỳnh Anh đếm là 21 từ đó. Rồi, thứ nhất là quay video từ vựng. Tiếp theo, con sẽ làm cho cô cái quyển em học giỏi. Cái con lên bây giờ là đang học trên trường rồi đúng không nào? Trên trường học rồi đúng không? Cô đếm bài tập nhé. Cô xem mình sẽ làm bài mấy. Con lật sách ra, con làm cho cô nè. Con lật sách ra cái bài trang 39. 39 nhá. Con khoanh cho cô nè. Bài 2. Bài 3. Bài 4. 5. 5. Rồi qua phần grammar. Ở trong này có mấy bài làm rồi nhá, có mấy bài làm rồi, làm ở trong cái sách kia rồi. Phải không ta? Trời nó làm rồi kìa, cho nên cô đọc nè, cô đọc lại nhá. Con làm bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 nè. Qua phần grammar. Grammar mình mới làm xong luôn ấy. Grammar con làm cho cô bài số 3. Con thấy không nè? Con thấy grammar bài 3 trang 41 không? Rồi, khoanh cho cô bài đó. Test. Con lật tiếp cho cô. Sao cái này nhìn nó quen dữ vậy nhỉ? À, trang 43 con trang 43 con lật cho cô cho bài số 6 nè. Bài 6A, 6B nhé. 6A, 6B. Được chưa nè? Được chưa, được chưa? Vocabulary con. Sao con? Cái vocabulary con nói lại bài nào? Con nói bài nào ạ? Vocabulary. À, cô nói lại nha. Cô nói lại nha. Rồi, thứ nhất là con sẽ làm bài vocabulary, con làm cho cô bài 2 3 4. 2 3 4 trang 39. Bài 5 trang 40. Bài 3 trang 41. Bài 3 trang 41. Bài 6. 6AB trang 4344. À, 6A cộng B luôn. À, nó nằm ở trang 44. Rồi xong rồi đó. Được chưa nè? Được chưa? Rồi. Giờ mình nghỉ ha. Các bạn nhớ chụp vở gửi liền cho cô để cô ghi vào báo cáo. Không là cô ghi con ghi chữ no. Cô không đập vở là cô ghi chữ no đó. Rồi. Goodbye class. Bye teacher. Yes, thank you. Cô. À, sao với Linh? Cô biết là em đang trên đường về nhà mà đúng không cô? Cô biết mà. Thì... Nhưng mà điện thoại bố em đều á. Không chụp được ấy.